Chào mừng các bạn đến với kênh The Viết Lịch of Ly. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu bông hồng quấn size trung nha. Ở đây mình có thể phối 2 màu hoặc là 3 màu tùy thích nè. Mình có để mã màu ở đây cho các bạn tham khảo nha. Đầu tiên là mấy tông màu hồng, tiếp tục là tông cam vàng. Và hôm nay mình sẽ móc tông màu xanh dương nha. Mình dùng len miêu cô tông 50g. Màu trắng mình dùng gần hết rồi. Mình dùng một màu xanh nhạt và một màu xanh đậm, một màu xanh lá, một kẽm dày để quấn hoa, kẽm mỏng để định hình lá và keo nến. Khi móc ở đây mình dùng 2 size, một size 3mm dùng cho hoa và 2.5mm dùng cho lá để tránh lá bị lỗ nhiều á các bạn. Đầu tiên là phần cánh hoa, mình tạo một nút thắt, mình đưa len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len, mình đưa kim qua, lấy len, kéo qua vòng tròn, mình thả ra là được một nút thắt nè. Sau đó các bạn lên cho mình 53 bính, mình vòng kim, lấy len, kéo qua vòng tròn, bính thứ nhất, vòng kim, lấy len, kéo qua, bính thứ hai. Bính thứ ba, các bạn cứ thực hiện như vậy khi đủ được 53 bính nha. Khi được 53 bính, mình bỏ qua chân đầu tiên, mình móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Mình đưa kim qua chân, lấy len lên, trên kim mình có hai vòng len, mình lấy len kéo qua hai vòng, mình được một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn cho đến cuối hàng nhé. Sau khi móc xong hàng đầu tiên, đến hàng thứ hai mình lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình xoay len lại. Tại chân vừa lên bính, mình móc vào một mũi kép đơn, mình vòng một len chân kim, đâm vào chân lấy len lên. Mình lấy len kéo qua hai vòng đầu tiên, tiếp tục kéo qua hai vòng thứ hai. Sau đó mình lên 2 bính. Tại chân vừa rồi mình móc vào một mũi kép đơn nữa. Sau đó mình bỏ qua hai chân, 1, 2, mình móc vào chân kế bên cụm vừa rồi, tức là một mũi kép đơn. Lên 2 bính và một mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục mình lặp lại ha, mình bỏ qua hai chân, móc vào chân kế bên cụm một mũi kép đơn, lên 2 bính và một mũi kép đơn cho đến cuối hàng nhé. Đến cuối hàng mình còn 3 chân nè các bạn, thì mình cũng bỏ qua hai chân đầu tiên và mình móc vào chân cuối cùng một cụm một mũi kép đơn, lên 2 bính và một mũi kép đơn. Sau đó đến hàng 3, mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống của dây 2 bính, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, tiếp tục lên 2 bính. Tại chân đó, mình móc tiếp 2 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư. Đến khoảng trống giữa 2 mũi kép mình bỏ qua, mình móc vào dây 2 bính tiếp theo, cũng như vừa rồi, tức là 2 mũi kép đơn. Lên 2 bính, sau đó 2 mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục là mình bỏ qua một chân và mình móc vào dây bính cụm 2 mũi kép đơn, lên 2 bính và 2 mũi kép đơn. Cứ tại dây 2 bính các bạn cứ thực hiện cụm như vậy giúp mình nhé. Đến cuối hàng mình cũng bỏ qua một chân, thì tại dây 2 bính mình sẽ móc vào cụm như vừa rồi, 2 mũi kép đơn, lên 2 bính và 2 mũi kép đơn chung chân. Còn khoảng trống của dây 5 bính này mình bỏ qua, mình không móc vào ha. Mình tiếp tục hàng thứ tư, mình lên một bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống dây 2 bính mình móc vào 8 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau đó giữa hai chân kép đơn bên này và hai chân kép đơn bên kia mình có một khoảng trống, thì tại khoảng trống đó mình móc vào một mũi trượt. Rồi bây giờ mình lặp lại ha. Đến khoảng trống dây 2 bính tiếp theo mình móc vào 8 mũi kép đơn. Sau đó đến khoảng trống giữa hai mũi kép đơn bên này và hai mũi kép đơn bên kia mình sẽ móc một mũi trượt. Ở đây là mình đã thực hiện được một lần rồi. Các bạn thực hiện cho mình thêm 7 lần nữa để đủ 8 cánh hoa màu trắng, sau đó mình đổi màu nhé. Sau khi thực hiện xong 8 cánh hoa, tại cánh hoa thứ 8, mình chuẩn bị đưa kim qua để kết mũi trượt. Thay vì kéo len màu trắng qua thì mình sẽ đưa màu nhạt vào, rồi mình lấy len tạo mũi trượt. Sau đó mình cột hai dây ở phía sau lại với nhau, rồi mình cắt len màu trắng đi. Vậy là mình đã đổi màu thành công. Tiếp tục mình thực hiện cụm 8 mũi kép đơn. Các bạn nhớ là mình giấu len thừa đi luôn nha. Còn bạn nào thích móc một màu đó, thì chỗ này các bạn cứ móc liên tục cho mình cho đến cuối hàng ha. Mình không cần phải đổi màu. Đến chân tiếp theo mình cũng kết một mũi trượt nè. Mình thực hiện được một cụm rồi, các bạn thực hiện cho mình thêm 5 cụm nữa nha.
Sau khi móc xong 6 cánh hoa tại cánh hoa thứ 6, tương tự như vừa rồi, mình đưa kim qua, mình đổi màu tại khúc này, rồi mình lấy len qua để mình kết một mũi trượt. Rồi phía sau mình cũng cột hai dây lại với nhau rồi mình cắt len màu xanh đi. Ở đây là mình còn 4 khoảng trống thì mỗi khoảng trống các bạn thực hiện cụm như vậy nha, để mình đủ 4 cánh hoa nè. Còn bạn nào mà mình thích loan hai màu thôi thì tới đây các bạn không đổi màu và mình cứ móc tiếp tục như vậy nha. Đến cánh hoa cuối cùng, sau khi mình móc được 8 mũi ghép đơn, các bạn móc thêm cho mình 5 mũi ghép đơn nữa nha, để mình đủ 13 mũi ghép đơn nha. Sau đó mình lên thêm một bính và mình cắt len đi. Vậy là mình đã xong phần cánh hoa rồi nhé. Đến phần đài hoa, mình tạo một vòng tròn ma thuật. Các bạn chừa cho mình một đoạn len dài, mình đưa vòng len từ phía trên xuống, đưa kim qua vòng len, lấy len, mình được một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn nên cho mình hai bính, 1, 2. Tại vòng tròn mình móc vào 10 mũi nửa ghép, mình vòng len trên kim, đưa kim vào vòng tròn, lấy len trên kim với 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 3 vòng, mình được một mũi nửa ghép. Các bạn đánh dấu lại mũi nửa ghép đầu tiên này giúp mình. Tiếp tục mình vòng một len trên kim, đưa kim vào chân, lấy len lên trên kim, mình có 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 3 vòng, mình được mũi nửa ghép thứ hai, mũi nửa ghép thứ ba. Các bạn thực hiện như vậy cho mình khi đủ 10 mũi nửa ghép nha. Bây giờ mình đếm lại nha, chỗ đánh dấu là 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp theo là 9 và 10, rồi mình đủ 10 mũi nửa ghép. Sau đó sợi len ngắn mình sẽ rút lại để cho vòng tròn nhỏ lại. Để kết thúc hàng 1, tại chân mình đánh dấu, mình sẽ móc vào một mũi trượt, là cái mũi nửa ghép đầu tiên đó nha. Đó, mình đâm kim qua rồi mình kết một mũi trượt nè. Đến hàng 2, các bạn lên cho mình 3 bính, 1, 2, 3. Tại chân vừa lên bính, mình móc vào 2 mũi ghép đơn chung chân. Tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi kép đơn nữa, là để đủ 2 mũi kép đơn chung chân. Hàng này là hàng tăng á các bạn, nên mỗi chân mình sẽ móc 2 mũi kép đơn nha. Mũi kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó, kép đơn thứ hai, rồi mình thực hiện như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng, đây là chân thứ 10 nè các bạn, thì tại đây mình cũng móc vào 2 mũi kép đơn chung chân nha. Sau đó mình bỏ qua dây bính, mình sẽ kết mũi trượt tại chân mũi kép đơn đầu tiên. Tiếp theo, để tạo các cánh cho đài hoa, mình lên 8 bính, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trên dây 8 bính, mình bỏ qua chân đầu tiên, mình móc vào chân thứ 2, một mũi trượt. Chân tiếp theo, một mũi đơn. Chân tiếp theo, một mũi đơn. Chân tiếp theo, một mũi nửa kép. Chân tiếp theo, một mũi nửa kép. Chân tiếp theo, một mũi kép đơn. Chân tiếp theo, một mũi kép đơn. Chân mình lên bính mình không tính nha, mình sẽ bỏ qua 3 chân tiếp theo, 1, 2, 3, và mình móc vào chân thứ 4, một mũi trượt. Vậy là mình đã xong một cánh cho đài hoa. Các cánh tiếp theo mình lặp lại tương tự như vừa rồi, mình lên 8 bính. Trên dây 8 bính mình bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ 2, một mũi trượt. Hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi đơn. Rồi hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi nửa kép. Nửa kép thứ nhất, tiếp tục chân tiếp theo, nửa kép thứ hai. Rồi hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi kép đơn. Sau đó, tại dây lên bính mình không tính, mình bỏ qua 3 chân tiếp theo và mình móc vào chân thứ 4, một mũi trượt. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho các cánh còn lại nhé. Sau khi móc xong đài hoa, mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len đi. Vậy là mình đã xong một đài hoa. Tiếp theo là móc lá, các bạn lên cho mình 10 bính. Ở đây là mình đổi kim thành 2.5 để cho cái lá của mình nó đỡ bị lỗ nhiều nha các bạn. Sau đó mình bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ 2, một mũi đơn. Chân tiếp theo, một mũi nửa kép. Chân tiếp theo, một mũi kép đơn. Chân tiếp theo mình móc một mũi kép đôi, mình vòng 2 vòng len trên kim, đưa kim vào chân lấy len. Trên kim mình có 4 vòng len, mình kéo qua 2 vòng đầu tiên. Tiếp tục là mình kéo qua 2 vòng thứ 2. Còn 2 vòng mình kéo qua lần thứ 3. Chân tiếp theo mình móc 2 mũi kép đôi chung chân, mình vòng 2 vòng len trên kim, đưa kim vào chân, kéo qua 2 vòng đầu tiên, kéo qua 2 vòng thứ 2 và kéo qua 2 vòng thứ 3. Mũi kép đôi thứ nhất tiếp tục vòng 2 vòng len trên kim tại chân đó. Mũi kép đôi thứ hai, chân tiếp theo mình móc một mũi kép đôi, mình vòng 2 vòng len trên kim nè,
đâm vào chân. Kéo qua 2 vòng đầu tiên, kéo qua 2 vòng thứ 2, kéo qua 2 vòng thứ 3. Sau đó chân tiếp theo mình móc 1 mũi kép đơn. Chân tiếp theo 1 mũi nữa kép. Đến chân cuối mình móc vào 3 mũi đơn chung chân, mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ 2 tại chân đó, mũi đơn thứ 3. Bây giờ mình móc đối xứng lại nha các bạn. Chân đầu tiên nè, mình sẽ móc vào những cạnh này nha. Chân đầu tiên 1 mũi nửa kép, đồng thời mình nhấu len thừa đi luôn nhé. Chân tiếp theo 1 mũi kép đơn. Chân tiếp theo 1 mũi kép đôi. Mình vòng 2 vòng len trên kim, đưa kim vào chân. Kéo qua 2 vòng đầu tiên, kéo qua 2 vòng thứ 2, kéo qua 2 vòng thứ 3. Chân tiếp theo 2 mũi kép đôi chung chân. Mũi kép đôi thứ nhất tại chân đó. Mũi kép đôi thứ hai, chân tiếp theo 1 mũi kép đôi. Chân tiếp theo 1 mũi kép đơn. Chân tiếp theo 1 mũi nửa kép. Và chân cuối cùng là 1 mũi đơn. Sau đó tại chân mũi đơn đầu tiên mình sẽ kết vào 1 mũi trượt. Đến hàng 2 mình lên 2 bính. 1, 2. Tại chân vừa lên bính mình móc vào 1 mũi đơn. Mình đưa kim qua, lấy len lên. Sau đó các bạn đưa kẽm vào. Mình chuẩn bị một đoạn kẽm tầm 20cm. Mình đặt cọng kẽm lên trên sợi len nha các bạn. Sau đó mình lấy len kéo qua được 1 mũi đơn. Và bây giờ mình lặp lại nha. Mình lên 2 bính. Chân tiếp theo mình sẽ móc vào 1 mũi đơn. Tiếp tục là lên 2 bính, chân tiếp theo móc vào 1 mũi đơn. Hàng này mình có cụm lên 2 bính và móc vào chân tiếp theo 1 mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết chiếc lá này luôn nha. Sau khi móc xong mũi đơn cuối cùng, tại chân của mũi đơn đầu tiên mình sẽ kết vào 1 mũi trượt. Sợi len mình luồn qua đằng sau 2 cọng kẽm, sau đó mình lấy len tạo một mũi trượt, tiếp tục lên một bính và mình kéo dài sợi len ra, mình luồn cái vòng len đó qua 2 cọng kẽm, sau đó mình rút lại. Ở mặt sau chiếc lá, mình sẽ quấn len từ trái sang phải để mình che đi đoạn kẽm thừa, rồi mình quấn xuống một đoạn tầm 1cm, mình tách đoạn kẽm ra, mình luồn len vào đoạn kẽm, mình siết kẽm lại. Vậy là mình đã xong một chiếc lá. Đến phần gắn hoa, mình sẽ gắn ở mặt trái, mình đưa mặt phải ra ngoài và mình quấn từ phần đậm nha. Mình đưa keo vào, đưa kẽm vào, mình ôm cánh hoa vào kẽm. Tiếp tục mình cho keo quanh rìa cánh hoa. Đó, các bạn cứ quấn quanh cái rìa là được nha. Tiếp theo mình đưa đài hoa vào, mình đưa mặt trái vào trong, mặt phải ra ngoài. Các bạn chỉnh làm sao để cánh của đài mình che đi cái phần cuối của thân hoa nha, cái chỗ mình nối keo á. Sau đó các bạn cho keo vào. Sau đó mình dán các cánh đài lên thân hoa. Tiếp tục là mình quấn thân, mình đưa len vào, mình trừ một đoạn ngắn. Mình lấy cái đoạn dài mình quấn sát cái đài hoa. Sau khi che được đài hoa rồi thì mình bắt đầu quấn xuống thân hoa. Quấn được một đoạn mình cho lá vào. Mình đưa mặt phải vào trong, mặt trái ra ngoài. Mình quấn sát cuốn luôn. Tiếp tục quấn được một đoạn mình cho lá thứ hai vào. Sau khi cố định được lá mình bắt đầu quấn xuống thân. Còn 1cm kẽm mình sẽ cho keo nến vào và mình dán chặt lại. Cuối cùng là mình cắt len đi. Và cuối cùng là mình chỉnh cánh hoa, chỉnh lá lại sao cho đẹp nhé.
Vậy là cuối cùng mình đã hoàn thành xong một bông hoa hồng sai chung có loang màu. Các bạn thấy hay hãy cho mình một tim và một follow để mình có động lực ra nhiều video hơn nha. Mình chúc các bạn thành công.